Diễn mở màn, nam em suýt ngã khi đi cách quốc và pha xử lý hưng hái. Nam em là một người đẹp khá quen thuộc trong làng giải trí Việt, hoặc hồi hường xuất hiện trên các sàn diễn đình đám. Tối qua, cô nàng đã đảm nhận vai trò first face, gương mặt mở màn tại show Gõ Cửa 90 của nhà thiết kế Đinh Văn Hơ. Tuy nhiên, nam em đã gặp phải một sự cố nhỏ khi đang biểu diễn. Nam em xuất hiện cực hứng hái với vai trò gương mặt mở màn cho show diễn hoành tráng này. Ban đầu, cô nàng có những bước đi vô cùng uyển chuyển và chuyên nghiệp. Đến giữa sân khấu, nơi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang hát cho phần đi cách quốc của các người mẫu, nàng Hoa Khôi bắt đầu lắc lư heo dịu nhạc và quẩy cùng Mr. Đàm. Sau đó, cô tiếp tục di chuyển về phía đầu sân khấu. Tuy nhiên, sau khi quẩy xong và cất bước đi, thì nam em lại gặp sự cố trượt chân và suýt ngã. May mắn hay, cô nàng đã lấy lại cân bằng nên vẫn chưa bị ngã xuống sân khấu. Nam em nhanh chóng lấy lại hình thái để biểu diễn. Bên cạnh đó, cách xử lý khi gặp sự cố trên sàn diễn của nàng Hoa Khôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Có thể thấy dù suýt ngã nhưng nam em vẫn lấy lại hình thái một cách rất nhanh chóng và nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ để tiếp tục phần trình diễn của mình. Cư dân mạng nhận xét về pha xử lý của nam em như sau: xém ngã nhưng nam em có pha xử lý rất hưng hái, đáng khen lắm luôn nha. Nam em xinh quá, ngắm mãi mà không chán luôn, gặp sự cố nhưng xử lý cũng rất tinh tế. Công nhận là gương mặt của nam em nhìn sáng rực, hợp với sân khấu biểu diễn thời trang như thế này. Phải khen là nam em rất tinh tế đó nha. Em đã đem bó hoa của mình tặng lại cho anh Đàm Vĩnh Hưng, còn bị các bạn nữ khác đẩy ra phía sau cũng chịu thiệt. Mãi đến khi anh áo đen lên tặng hoa thì mới nhoi lên được chút. Trong hội trường của sự diễn này, nam em cũng đã có những tiết lộ về lý do của không tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.